Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đã tổ chức lựa chọn nhà thầu để khởi công đồng loạt 12 dự án thành phần. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu xây lắp tư vấn giám sát còn lại theo tiến độ yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời đồng ý ký kết với nhà thầu phải chặt chẽ phù hợp quy định bảo đảm tính thống nhất giữa các dự án thành phần làm cơ sở quản lý, hợp đồng hiệu lực, hiệu quả. Những ngày đầu năm mới quý mão trên các công trường xây dựng tại tỉnh Phú Yên, không khí lao động sản xuất ngày càng nhộn nhịp. Mặc dù một số công trường vẫn duy trì thi công xuyên Tết, nhưng ngay sau kỳ nghỉ Tết, tinh thần làm việc càng thêm sôi động, khẩn trương hơn với hàng trăm kỹ sư công nhân cùng máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ. Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn Chí Thạnh dài hơn 42 km tại vị trí km 35 200 thuộc thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên, nhiều thiết bị xe máy đang cào bóc lấy mẫu đất trên sườn đồi để thí nghiệm phục vụ các hạng mục tiếp theo đúng tiến độ. Kề bên, hàng chục kỹ sư công nhân tổ chức thi công mặt bằng, bãi đúc dầm, lắp đặt trạm trộn bê tông, thi công đường công vụ để xây dựng cây cầu chín nhịp với chiều dài hơn 300 m, lớn thứ hai dự án thành phần. Hưởng ứng cái cái cuộc phát động thi đua gia quân mùa xuân Quý Mão thì liên danh nhà thầu gói thầu 12XL Cao tốc Bắc Nam với cái tinh thần là nỗ lực là vượt qua khó khăn của cái dịp Tết. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, các nhà thầu vẫn tổ chức hai mũi thi công xuyên Tết. Đến nay đã phát quang đào đất không thích hợp được 51.500 m2 cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công công tác tư vấn giám sát cũng được thực hiện theo quy định. Tư vấn giám sát của chúng tôi đã có mặt ngay tại hiện trường, với thành lập đầy đủ văn phòng nhân sự, huy động đầy đủ nhân sự và theo sát với các nhà thầu thi công. Tổng số nhân sự tư vấn giám sát phục vụ cho dự án này theo dự kiến kế hoạch chúng tôi là 17 người. Hiện tại bây giờ chúng tôi đã có mặt 9 người ở tại công trường, thì và sắp tới là trong vòng tuần này sẽ tiếp tục huy động nhân sự vào để đáp ứng tất cả các mũi thi công. Theo Ban Quản lý Dự án 85, Bộ Giao thông Vận tải, vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, các nhà thu gom, chế biến lâm sản đều tạm nghỉ nên không thể vận chuyển cây cối đi tiêu thụ. Điều này đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả công việc của một số nhà thầu. Theo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, tính đến ngày 31 tháng 1, tình hình lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán quý Mão của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 99,98%. Hiện nay tất cả 427 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh Hà Nam đã sản xuất kinh doanh bình thường trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Hầu hết người lao động tại các doanh nghiệp đã trở lại làm việc ổn định với tổng số lao động là hơn 86.000 người. Tình hình an ninh trật tự trong các khu công nghiệp ổn định, không phát sinh tình trạng mất an ninh trật tự trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong tháng đầu tiên của năm 2023 với hai kỳ nghỉ Tết sát nhau, lĩnh vực vận tải hành khách tiếp tục ghi nhận những dấu hiệu tích cực với lượng khách tăng kỷ lục trong thời gian ngắn mà không xảy ra hiện tượng người dân không có phương tiện đi lại. Về vận tải hàng không, trong 7 ngày Tết Nguyên đán có tới hơn 1,9 triệu hành khách qua các cảng hàng không, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng đầu tiên của năm 2023, lĩnh vực vận tải tiếp tục ghi nhận những dấu hiệu tích cực với sản lượng vận tải hàng hóa ước đạt gần 203 triệu tấn, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2022, lượng vận chuyển hành khách tháng 1 năm 2023 ước đạt 341,7 triệu lượt khách, tăng 34,7%. Trong đó, vận chuyển ngành đường sắt ghi nhận mức tăng mạnh nhất, gần 274%, tiếp đến là hàng không tăng hơn 140%, đường biển tăng hơn 58%, đường thủy tăng 37% và đường bộ tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù một số lượng nhất định trung tâm đăng kiểm đang tạm dừng hoạt động, song theo thống kê trong tháng 1 năm 2023, trên cả nước vẫn có khoảng 530.000 lượt phương tiện được thực hiện đăng kiểm, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, cả nước có 31 đơn vị đăng kiểm đang tạm dừng hoạt động. Trong đó, Hà Nội chiếm số lượng nhiều nhất với 11 trung tâm, thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng 6 trung tâm, Thái Bình tạm dừng 2 trung tâm. Với các giải pháp cấp bách được triển khai, đến nay, tình trạng ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đã cơ bản được giải quyết. Trong tháng 2 năm 2023, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì các giải pháp cấp bách, bảo đảm ổn định trong hoạt động các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Cục Đăng kiểm Việt Nam đang báo cáo cơ quan chức năng xem xét cho các trung tâm đăng kiểm tại Thái Bình, Hòa Bình hoạt động trở lại nếu được chấp thuận cục sẽ điều động các đăng kiểm viên tại các đơn vị khác đến thực hiện công tác chuyên môn tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Hôm nay, hội nhà báo Việt Nam đã có công văn gửi cục cảnh sát giao thông bộ công an đề nghị phối hợp xử lý hành vi lợi dụng logo, phù hiệu hội nhà báo Việt Nam công văn nêu rõ trong thời gian gần đây xuất hiện tình trạng có một số tổ chức cá nhân sử dụng trái phép hoặc giả mạo logo phủ hiệu ghi tên các cơ quan báo chí hội nhà báo việt nam dán trên các phương tiện tham gia giao thông hành vi này làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp của hội nhà báo và các cơ quan báo chí hội nhà báo việt nam đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện những hành vi vi phạm nêu trên cần phối hợp chặt chẽ với hội nhà báo việt nam các cơ quan báo chí để xác minh làm rõ động cơ mục đích xử lý nghiêm theo quy định